Thưa quý vị, và có một thực tế mà chúng ta phải ghi nhận trong khoảng thời gian vừa qua, trong rất là nhiều những năm gần đây, thì cái việc hút thuốc lá rất là có hại cho sức khỏe, không chỉ đến bản thân của người sử dụng mà còn cả với những người xung quanh. Vì vậy thì chúng ta cần phải biết là tác hại của thuốc lá như thế nào để biết rằng là chúng ta không hút cũng như là giúp người thân của mình từ bỏ được thuốc lá. Và theo thống kê của WHO, trong thế kỷ 20 trên thế giới đã có 100 triệu người chết do các bệnh liên quan đến việc sử dụng thuốc lá. Và mỗi năm thì thuốc lá đã gây ra gần 6 triệu ca tử vong. Con số này sẽ tăng thành hơn 8 triệu người một năm vào năm 2020. Trong đó thì có 70% số ca tử vong sẽ xảy ra ở các nước đang phát triển. Việt Nam thì thuộc nhóm 15 nước có số người hút thuốc cao nhất trên thế giới. Và sở dĩ thì chúng tôi nhắc đến điều này là bởi vì ngày chúng ta đã vừa trải qua ngày 31 tháng 5, đó chính là ngày thế giới phòng chống thuốc lá. Và Phương Anh nghĩ rằng là với những cái khẩu hiệu mà chúng ta thường xuyên đưa ra thì ngay cả là bản thân mình cũng nên khuyên những người thân trong gia đình cũng như là những người bên cạnh mình, nếu như mà có sử dụng thuốc lá thì cũng ngay từ bỏ từ bây giờ. Rõ ràng câu chuyện là hút thuốc lá hay là thuốc lào có hại cho sức khỏe là điều mà tất cả chúng ta đều biết. Và ngay từ khi mà ngồi trên ghế nhà trường thì đã có những cái bài học liên quan tới tác hại của thuốc lá đối với chính người hút hay là với cộng đồng. Tuy nhiên, một điều thực tế chúng ta thấy rằng những ai đã hút thuốc lá, đặc biệt là nghiện thuốc lá, thì không dễ dàng gì có thể từ bỏ. Và một điều đáng buồn là hút thuốc lá thì không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe của chính bản thân người hút mà cả những người xung quanh. Và thực tế là đằng sau làn khói trắng đã có rất nhiều những câu chuyện đau lòng, để rồi khi mà người trong cuộc ân hận thì đã quá muộn màng. Và sau đây xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi một câu chuyện thực tế mà chúng tôi đã ghi nhận, và hy vọng rằng qua câu chuyện này thì sẽ tác động sâu hơn tới suy nghĩ và cảm nhận của mỗi chúng ta, để từ đó những người đang hút thuốc chúng ta sẽ có động lực để từ bỏ thuốc lá, bởi vì sẽ có rất nhiều hậu quả khôn lường. Bà 8 tuổi, một mình nuôi hai con nhỏ. Bởi vậy, người phụ nữ này chết lặng khi hay tin mình mắc ung thư phổi. Trước đó không hề có biểu hiện gì, khi ho kéo dài, khó thở, chị mới tới bệnh viện thăm khám. Lúc này bệnh đã ở giai đoạn cuối. Các bác sĩ cho biết có nhiều nguyên nhân dẫn đến bệnh này. Một trong số đó là do chị hít khói thuốc do người nhà hút trong một thời gian dài, tức là hút thuốc thụ động. Tưởng là cảm cúm như mọi thường á, nên rồi mình đi khám sức khỏe bình thường. Trong nhà cũng có bố chồng hút thuốc, tôi nghĩ là cũng không ảnh hưởng đến sức khỏe mấy, tại vì là nó nói ra thì nó bay đi mất thôi, chứ không phải là nó động trong người. Tại khoa ung bướu Bệnh viện Phổi Trung ương, số bệnh nhân phải vào nhập viện điều trị vì hút thuốc lá thụ động không hiếm gặp. Trung bình trong số khoảng 130 trường hợp điều trị nội trú thì khoảng 20 đến 25% phải nhập viện do hút thuốc thụ động. Phần lớn trong số đó vào viện khi tình trạng đã muộn. Khá nhiều những bệnh nhân mà vào viện, và đặc biệt những đối tượng nữ giới vào viện mắc ung thư phổi, thì cho thấy rằng là trong môi trường gia đình của những bệnh nhân đấy thì cũng đã có những chồng hoặc là những người trong gia đình hút thuốc lá. Theo thống kê, nước ta có khoảng 53,3% dân số, dù không hút thuốc lá nhưng vẫn đang bị phơi nhiễm khói thuốc trong gia đình, 36,8% bị phơi nhiễm trong những tòa nhà hay tại nơi làm việc. Các chuyên gia cho biết, khói thuốc tỏa ra từ đầu điếu thuốc đang cháy, độc hại hơn khói thuốc do người hút, hít vào gấp 26 lần. Vì vậy, hút thuốc lá thụ động cũng có thể gây ung thư. Tuy nhiên, thực tế tại nơi công cộng, dù có quy định cấm, khói thuốc lá vẫn hiện hữu, ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe người xung quanh, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ. Càng tiếp xúc hít phải hút thuốc lá càng thời gian càng dài thì nguy cơ mắc ung thư phổi càng cao. Ngoài cái mắc ung thư phổi ra thì còn có thể mắc tới rất nhiều những bệnh lý khác của đường hô hấp và tim mạch, ví dụ như là viêm phổi phế quản tắc nghẽn mãn tính, hen phế quản. Đối với lứa tuổi nhỏ, càng nhỏ là những lứa tuổi mà cái đường phế quản người ta có, của các trẻ nhỏ rất là nhỏ, do vậy là nó có thể mắc đến những bệnh về viêm nhiễm cấp tính ở phổi, đặc biệt là hen phế quản khá cao. Cái khói thuốc có thể làm tăng nguy cơ ở những cái người lớn hoặc người già cao tuổi lên đến khoảng tầm 20-30% cái yếu tố nguy cơ mắc bệnh. Còn đối với những cái trường hợp bệnh nhân mà phụ nữ mang thai, thì nếu khói thuốc lá nó có thể là ảnh hưởng trực tiếp đến thai nhi, nó có thể gây ra các cái trường hợp như là sinh non, dị tật thai nhi hoặc là sẩy thai, đấy là cái điều hoàn toàn có thể xảy ra. Mỗi năm, Việt Nam có khoảng 40.000 người tử vong vì các bệnh có liên quan đến thuốc lá, và 33 triệu người không hút thuốc bị ảnh hưởng do hít khói thuốc.
Theo dự tính, số tử vong vì thuốc lá vào năm 2030 có thể lên đến 70.000 người nếu như không có các giải pháp can thiệp mạnh tay từ phía cơ quan chức năng cũng như sự thay đổi trong ý thức, hành vi của mỗi người dân. Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe là điều mà các nhà khoa học đã chứng minh từ rất lâu. Và vào giữa thập niên 1980 thì chúng ta còn biết thêm rằng việc hút thuốc thụ động, tức là hít phải khói từ người hút thuốc, cũng gây ra những tác hại rất lớn, thậm chí là lớn hơn cả người chủ động. Và nay thì một nghiên cứu mới đây đã chỉ ra rằng dư lượng khói ấy hoàn toàn có thể tiếp tục làm hại cho con người. Theo đó, kể cả khi khói thuốc đã tan, lượng hóa chất còn tồn đọng như là nitrosamin sẽ tiếp tục là một vấn đề nan giải. Và nếu như được tích tụ qua thời gian thì chúng hoàn toàn có thể gây ra một loại ung thư hoàn toàn mới. Vâng ạ, và đó cũng chính là lý do vì sao mà ngày hôm nay trong tiểu mục Làm cha mẹ của chương trình Nói về cuộc sống của chúng tôi xin phép được đề cập đến với chủ đề hút thuốc lá thụ động với những cái hậu quả khôn lường như thế nào. Và thưa quý vị và các bạn thân mến, có thể nói rằng là không có một cái mức độ nào đủ an toàn khi mà chúng ta tiếp xúc với khói thuốc, dù là trực tiếp hay là gián tiếp. Ngay cả khi chúng ta chỉ tiếp xúc với lượng khói thuốc lá này trong một cái khoảng thời gian ngắn cũng đủ để có thể gây hại đến với sức khỏe của con người. Các nguy cơ về sức khỏe càng cao hơn khi tiếp xúc với khói thuốc nhiều hơn. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng sống cùng một người hút thuốc lá sẽ làm tăng nguy cơ ung thư phổi từ 20 đến 30%. Nghiên cứu cũng cho thấy rằng việc tiếp xúc với khói thuốc lá có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư khác ít nhất là 30%. Có thể bao gồm một số loại ung thư như ung thư cổ tử cung, ung thư thận, ung thư vòm họng, ung thư trực tràng và khối u não. Hút thuốc lá thụ động cũng gây ra những vấn đề về mặt sức khỏe khác, bao gồm cả bệnh hen suyễn và bệnh tim. Và lý do rằng là tại sao khi mà chúng ta nếu như mà không sử dụng thuốc lá nhưng mà chỉ hít những cái khói thuốc này thôi mà cũng đã mắc phải những cái căn bệnh, đó chính là vì khói thuốc khi mà bị hít vào thì sẽ tích tụ qua thời gian thành chất trắng trong đường hô hấp, được gọi là hắc yến hay gọi là nhựa thuốc lá. Và hắc yến thì có đặc điểm là dính và nhầy, khi phủ lên lớp lông mao của phổi thì sẽ làm giảm đi chức năng của lông mao, đẩy các dịch nhầy ra ngoài. Như vậy thì không chỉ dịch nhầy từ khói thuốc mà các chất có hại khác thì cũng sẽ dễ dàng xâm nhập vào cơ thể của người hút thuốc thông qua là đường hô hấp, và các chất từ khói thuốc còn có thể truyền qua được máu tới các bộ phận khác trong cơ thể. Do vậy thì người hút thuốc không chỉ bị bệnh hô hấp mà còn có nguy cơ về tim mạch, tiểu đường, răng lợi và thậm chí là ảnh hưởng cả khả năng sinh sản. Và quả thật đó rằng là chúng ta cũng thấy được là nếu như mà trong gia đình của chúng ta có những người hút thuốc lá và những người khác thì rõ ràng là phải hít phải những cái khói thuốc thụ động như thế này, thì trong một khoảng thời gian chúng ta cũng tiềm ẩn rất là nhiều những căn bệnh nguy hiểm khác. Và bây giờ thì mọi người đều ý thức được rằng là hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, và ngay cả việc tuyên truyền thì chúng ta cũng đang làm cố gắng đẩy mạnh. Ví dụ như là ngày xưa những cái bao thuốc lá sẽ không in hình gì đâu, nhưng mà bây giờ mọi người thấy rằng là tất cả các bao thuốc lá thì đều được quy định là phải ghi dòng chữ là hút thuốc lá có hại cho sức khỏe. Và không chỉ có dòng chữ đâu mà còn có những cái hình ảnh liên quan tới những lá phổi hay là răng miệng của những người hút sẽ thay đổi như thế nào, và cũng bắt đầu có tác dụng khi mà đôi khi chúng ta mua bao thuốc và chúng ta nhìn những hình ảnh đó. Một lần nữa chúng ta được tác động trở lại về mặt nhận thức của mình. Bởi vì có thể khi mọi người nói, khi cơ quan báo chí nói, chúng ta đọc chúng ta biết đấy, nhưng mà khi đi mua một bao thuốc thì chúng ta chỉ nghĩ tới nhu cầu tự thân của bản thân thôi, và chúng ta quên mất đi những cái tác hại. Vậy thì một lần nữa khi nhìn lại chính cái dòng chữ và hình ảnh trên bao thuốc thì cũng là một cách để chúng ta tăng cái nhận diện cũng như là nhận thức của bản thân. Và đặc biệt chúng ta thấy rằng là những người có bệnh nền về hô hấp hay là những phụ nữ có thai, trẻ em hay người cao tuổi thì chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ khói thuốc. Khói thuốc lá đặc biệt có nhiều ở những địa điểm sau đây, đó là nơi làm việc, là nơi phát sinh chủ yếu việc hít phải khói thuốc lá ở người lớn. Việc hít phải khói thuốc lá ở nơi làm việc có liên quan tới việc tăng nguy cơ mắc bệnh tim và ung thư phổi. Ngăn cách những người hút thuốc và không hút thuốc, làm sạch không khí và hệ thống thông gió cũng có thể ngăn chặn được khói thuốc nếu như mọi người vẫn hút thuốc bên trong nơi làm việc. Do đó, những nơi quy định cấm hút thuốc ở nơi làm việc là cách duy nhất ngăn chặn việc hít phải khói thuốc lá. Và thêm nữa là việc cấm hút thuốc không những là bảo vệ những người không hút thuốc mà còn khuyến khích những người hút thuốc ít hơn hay thậm chí là bỏ thuốc lá. Và thưa quý vị, chúng ta thấy một thực tế rằng là chúng ta có thể dễ dàng hít phải những cái khói thuốc lá thụ động như thế này ở những cái nơi công cộng như là nhà hàng, trung tâm thương mại, các phương tiện công cộng hay là ngay cả ở công viên với rất là nhiều cây xanh, thì chúng ta vẫn không thể nào tránh khỏi cái việc là sẽ có những cái chất tồn dư trong những cái khói thuốc lá đi vào trong phổi của mình. Do đó, để hạn chế việc hít phải khói thuốc một cách thụ động thì mọi người chúng ta nên chọn những nhà hàng hoặc là những nơi kinh doanh không cho thuốc. Và những nơi công cộng có nhiều trẻ em nên được
quan tâm đặc biệt hơn cả. Với các bậc phụ huynh, thì chúng ta nên chắc chắn rằng những trung tâm giữ trẻ và trường học sẽ hoàn toàn không có khói thuốc lá. Dạ vâng thưa quý vị, và không chỉ là tại các nơi công cộng hay là tại các trường học, công viên không đâu, mà ngay cả tại gia đình của chúng ta. Khi mà nếu như mà chúng ta có trẻ nhỏ thì chúng ta cũng hãy nên không được hút thuốc lá trong khi khu vực ở trong nhà của mình, tại vì rất là dễ ảnh hưởng đến những người xung quanh của mình. Và đối với những người hút thuốc, hiện tại Phương Anh thấy rằng là có những cái biện pháp như là họ đã sử dụng những cái điếu lọc để có thể lọc được những cái khói độc từ trong thuốc lá. Nhưng mà đó chỉ là một trong những cái biện pháp gọi là tạm thời thôi. Và đối với những người mà sử dụng thuốc lá thôi. Còn với những người mà xung quanh đang phải hít phải những cái khói thuốc này thì rõ ràng rất là độc hại. Và trẻ đang tuổi phát triển đặc biệt rất là nhạy cảm với những chất độc hại có trong khói thuốc. Những đứa trẻ ở gần những người hút thuốc lá thường mắc bệnh hen suyễn, nhiễm độc phổi và tai. Một vài bệnh có thể trở nên nghiêm trọng và thậm chí là đe dọa tới tính mạng. Và một trong số những vấn đề khác tuy không lớn nhưng lại phát sinh rất nhanh như là trẻ sẽ tốn thời gian vào việc khám bệnh, chữa trị, nghỉ học và thậm chí là cha mẹ phải nghỉ để chăm sóc trẻ bị bệnh. Tất cả những chi phí đó có thể ảnh hưởng tới cuộc sống gia đình. Và do đó nếu như gia đình có người hút thuốc lá thì chắc chắn không được hút thuốc lá trong gia đình để bảo vệ sức khỏe cho người thân và đặc biệt là người già và trẻ nhỏ. Và thực tế thì chúng ta cũng phải thừa nhận rằng là việc ý thức của mọi người khi không hút thuốc trong gia đình bây giờ cũng nâng cao hơn rất là nhiều. Ví dụ Vân Anh chứng kiến là có rất là nhiều những ông chồng hay là ông bố ở nhà bình thường là đi làm sẽ hút thuốc nha, nhưng mà nếu như về nhà thì sẽ không hút thuốc, còn nếu có thì sẽ ra ban công chẳng hạn, hay là khi mà thấy vợ mình mang bầu thì là một sẽ giảm cái tần suất hút thuốc đi, thứ hai là nếu như mà có những cái lúc mà cần phải có một điếu thuốc để giải tỏa căng thẳng thì cũng sẽ đi ra ngoài và sau đó thì sẽ nhai cái bao su này hoặc là đánh răng để làm sao mà khi tiếp xúc gần vợ hay là con mình sẽ không ngửi thấy mùi khói thuốc. Bởi vì đôi khi chúng ta không hút thuốc ở trong nhà nhưng mà khi trở về thì miệng của chúng ta vẫn còn cái hơi thuốc và rõ ràng cái điều đó vẫn gây nên cái sự khó chịu cho những người xung quanh, hay đôi khi là cũng sẽ có ý thức hơn là thậm chí là thay áo bởi vì sẽ ám mùi thuốc lên những bộ quần áo hay là đầu tóc mà mình mặc. Và khi mà Vân Anh có đọc một cái bài liên quan tới việc cai thuốc lá thì Vân Anh nghĩ rằng một phần nào đó do cách mà chúng ta nghĩ tới việc cai thuốc. Ví dụ những người mà mới cai thuốc lá thì họ trải qua một ngày họ không hút thuốc và sau đó họ nghĩ rằng ôi như vậy là mình còn rất nhiều ngày phía trước và ngày nào cũng phải khổ sở như thế này, bởi vì mỗi ngày cai thuốc là cảm thấy rất là vật vã. Nhưng mà có những người cai thuốc thành công thì họ có chia sẻ rằng là họ không nghĩ rằng là tôi sẽ còn bao nhiêu ngày, hàng nghìn ngày phía trước phải cai thuốc, mà họ cho rằng là mỗi ngày tôi không hút thuốc là một thành công. Và họ nghĩ rằng là như vậy tôi đã làm được một việc rất là tốt và đang sống rất là tích cực. Và họ chỉ nghĩ rằng là từng ngày một họ sẽ cố gắng từng ngày, chứ họ không nghĩ là mình còn cả vài tháng, vài năm hay là bao nhiêu năm phía trước tôi phải sống khổ sở như vậy. Mà cứ nghĩ là cứ mỗi ngày trôi qua mình hút ít đi hay là mình không hút thuốc là mình đã có một thành công. Và 1.000 ngày là mình đã có 1.000 thành công, chứ không phải là 1.000 ngày chúng ta có 1.000 ngày khổ sở. Thì đôi khi chính việc mà mình điều chỉnh cái suy nghĩ của mình trong việc cai thuốc cũng sẽ giúp chúng ta có động lực nhiều hơn. Đúng là như vậy ạ, cái tâm thế và cái góc nhìn cũng như là cái thái độ của chúng ta khi đối diện với một cái sự việc nào đó, dù là cái sự việc đó là những cái việc mà mâu thuẫn trong đời sống gia đình cũng vậy, hay là chính cái việc là chúng ta chiến thắng những cái sự thèm muốn của chính bản thân mình. Ở đây cụ thể là chúng ta thèm những cái điếu thuốc lá thì rõ ràng rằng nó có những cái kết quả, nó cho ra những cái hiệu quả nó rất là khác nhau tùy vào mỗi người. Và với nhiều người thì họ cứ nghĩ rằng là việc họ nhai kẹo cao su thì sẽ đánh bay đi được cái mùi thuốc lá ở trong khoang miệng của họ. Tuy nhiên mà nếu với nhiều người khi mà họ đã bắt đầu họ nâng cao cái ý thức của họ hơn nữa thì họ cũng sẽ phải hiểu được rằng là cái việc mà khói thuốc lá dù là chúng ta đã hút thuốc ở cơ quan hay là ở bên ngoài và sau đó chúng ta về nhà chúng ta không hút thuốc lá, nhưng mà cái tồn dư của chất đó, cái khí thuốc đó, khói thuốc đó nó vẫn còn bám ở trên cơ thể của mình và cả là trên quần áo hay là đầu tóc như là Trịnh Vân Anh đã chia sẻ. Bản thân là Hoài Anh cũng đã từng có những cái trải nghiệm cực kỳ là tệ hại. Khi mà mình đi làm thì như chúng ta là MC, chúng ta đi làm event đúng không ạ? Thì đó cũng là một cái nơi công cộng có rất là nhiều người và ở khu vực đó nó cũng sẽ không phải có những cái hội trường hay là những cái nhà hàng để mà họ có những cái khu hút thuốc riêng, hoặc đôi khi là có những cái khách hàng VIP trong cái hội nghị của chúng ta, họ lại là người không có ý thức khi mà họ hút thuốc ngay trong cái phòng hội nghị đó, họ không có đi ra bên ngoài. Và cứ thế là mỗi lần mà chúng ta đi làm event về, chúng ta về tới nhà là coi như từ quần áo cho tới đầu tóc nó toàn là mùi thuốc lá thì mình cảm thấy nó rất là khó chịu. Và mình hiểu được rằng là mặc dù mình không phải là người trực tiếp hút thuốc, mình cũng không biết là ai hút thuốc, nhưng mà chỉ cần ở trong một cái không gian kín như vậy thôi thì mình đã là người bị ảnh hưởng rất là nhiều rồi, chứ đừng nói gì là những người đứng gần những người hút thuốc hay là trực tiếp hút thuốc, đúng không ạ?
Và thưa quý vị, có thể nói rằng cái việc mà lo sợ cái khói thuốc lá thông thường gây nguy hại cho sức khỏe và tính mạng con người, cho nên là nhiều người thì đã có một cái suy nghĩ khá là ngây thơ khi mà họ đã chuyển đổi từ thuốc lá thông thường, họ chuyển qua những cái loại như là thuốc lá điện tử hay là si sa, để nghĩ rằng là những cái loại đó nó ít gây hại hơn. Tuy nhiên thì nhiều quảng cáo đã đưa ra không đúng sự thật và khiến cho nhiều người hiểu nhầm, cho rằng những loại sản phẩm mới này, đặc biệt là thuốc lá điện tử, ít độc hại hơn thuốc lá truyền thống. Thậm chí là thuốc lá điện tử còn được sử dụng như là một phương pháp để giúp cai nghiện thuốc lá truyền thống. Tuy nhiên thì các chuyên gia đã khẳng định rằng thông tin này hoàn toàn không chính xác. Vì vậy mà người dân của chúng ta và đặc biệt là các bạn trẻ nên bỏ ngay thuốc lá điện tử để bảo vệ sức khỏe cho chính mình và cho người thân. Thấy bạn bè hút thuốc lá điện tử thơm và nhìn rất thời thượng, lại nghe quảng cáo sản phẩm không có hại, không gây nghiện, nên nam thanh niên này đã mua về sử dụng. Tuy nhiên, sau một thời gian, anh bắt đầu bị ho, tức ngực, chán ăn. Kết quả thăm khám tại bệnh viện cho thấy anh bị viêm phổi và viêm phế quản nặng, cần đi tầm soát ung thư. Các bác sĩ cho biết, việc anh thường xuyên sử dụng thuốc lá điện tử là một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng trên. Tức ngực, rồi buổi sáng ngủ dậy thì cũng ho, có đờm. Rồi có một số ngày thì nó có những cái tia máu nhỏ khi mà buổi sáng thức dậy thì cũng rất là lo lắng, chỉ nghĩ là viêm họng thông thường thôi. Cũng không nghĩ là thuốc lá điện tử này nó có cái tác hại như vậy. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, hiện có khoảng 1,1% người Việt trưởng thành hút thuốc lá điện tử. Đáng nói, đa số họ tưởng rằng thuốc lá điện tử không gây nghiện, gây bệnh. Thậm chí do khói thuốc có chứa tinh dầu tạo mùi thơm và nhẹ hơn thuốc lá truyền thống, nên rất nhiều người, dù không hút thuốc lá điếu, cũng sắm bộ thuốc lá điện tử để sử dụng. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, chính tinh dầu và chất tạo mùi cũng là nguyên nhân gây hại cho sức khỏe người sử dụng. Thuốc từ ngoài cái nicotine xâm nhập vào đường hô hấp thì nó kèm thêm những cái mùi hương, chất liệu trong đó và những cái khói khi người ta hít vào nó có khói như bình thường. Thì cái đó là cái nguy hại. Và có thể rằng, người ta nói là những cái chất đó là cái nguyên nhân gây nên 34 trường hợp tử vong ở Mỹ trong thời gian năm 2019 vừa rồi. Nó chứa cái nicotine như bằng một cái dung dịch liên quan đến cái hóa chất, chứ không phải từ cái tác động liên quan đến cái lá thuốc lá. Ngoài ra đấy thì thuốc lá điện tử và si sa thì nó chứa đến 4.000 các cái hương vị khác nhau. Và chính vì 4.000 cái hương vị khác nhau như vậy, và nếu như các hương vị đó nó trộn lẫn lại với nhau thì nó cũng tạo ra cái sự gây nghiện ngoài cái nicotine cho các cái đối tượng mà sử dụng. Các chuyên gia khuyến cáo chất lượng tinh dầu chưa được kiểm soát cũng là điều đáng báo động. Tháng 3 năm 2020, Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận và điều trị cho một bệnh nhân nam 22 tuổi tại Hà Nội bị ngộ độc thuốc lá điện tử dạng vape. Bệnh nhân được đưa tới bệnh viện trong tình trạng rối loạn tâm thần, rối loạn nhịp tim, tăng huyết áp. Đáng nói, tinh dầu mà bệnh nhân hút được xác định là có trộn lẫn ma túy, loại độc tính cực mạnh. Có cái chất ở bệnh nhân được phát hiện đó là chất 5-fluoroadenbenic. Có thể nói là những cái test hiện nay, test thông thường xét nghiệm nhanh thì sẽ không phát hiện được, mà phải sẽ xét nghiệm những cái labo hiện đại và chỉ một số labo thôi. Cái tác dụng có hại của thuốc lá điện tử thì đã được cảnh báo gần đây. Tuy nhiên trong đó người ta có thể trộn những cái chất ma túy vào trong đó. Đó là những chất độc cực mạnh đối với hệ thần kinh, tâm thần và tim mạch, và nó kể cả toàn bộ các cơ quan của cơ thể. Và thường là gây ngộ độc, gây ảnh hưởng rất là mạnh. Về ngộ độc cấp thì thậm chí là có thể rất là ngộ độc nặng và rất dễ tử vong. Thuốc lá điện tử cũng chứa nicotine giống thuốc lá điếu, không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của người trực tiếp sử dụng mà những người hút thuốc thụ động, đặc biệt là trẻ em, khi tiếp xúc với khói cũng có thể mắc viêm phổi, hen suyễn, ho, viêm phế quản. Bất kể là sản phẩm thuốc lá cũ hay mới, chúng đều có hại cho sức khỏe. Vì vậy, WHO khuyến cáo chính phủ cần cung cấp đầy đủ thông tin về tác hại của các sản phẩm này và khuyến khích người dân bỏ thuốc lá và không bắt đầu hút, đặc biệt là với các sản phẩm thuốc lá mới. Các chuyên gia y tế cũng khẳng định chưa có bằng chứng quốc tế về việc hút thuốc lá điện tử có công dụng cai nghiện thuốc lá truyền thống. Việc sử dụng thuốc lá điện tử không khiến họ bỏ thuốc hẳn. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo các quốc gia cần có giải pháp để kiểm soát thuốc lá điện tử mạnh mẽ hơn.
Thưa quý vị, và nhìn những hình ảnh khi mà những bạn trẻ ngày nay sử dụng những cái điếu thuốc lá điện tử thì quá quen thuộc rồi trong cuộc sống mỗi ngày. Bây giờ chỉ cần mà chúng ta đi ra đường hoặc là ghé những cái quán trà chanh, những quán cà phê vỉa hè thì chúng ta vẫn thấy rằng là các bạn trẻ đã vì chứng tỏ bản thân mình mà đã sử dụng những cái điếu thuốc lá điện tử như thế này, nhưng mà lại không biết đến sự độc hại của nó. Vì có rất là nhiều những nhận định cho rằng là những cái điếu thuốc lá điện tử như thế này còn độc hại hơn cả là những cái điếu thuốc lá truyền thống nữa. Và thưa quý vị, mỗi điếu thuốc lá thì thường có chứa hơn là 7.000 hóa chất, trong đó thì có 69 chất gây ung thư, và Việt Nam thì đã là một trong 15 quốc gia có tỷ lệ người hút thuốc lá cao nhất thế giới. Và theo số liệu của các bệnh viện ung bướu tuyến trung ương thì tỷ lệ bệnh nhân ung thư phổi có hút thuốc lá ở nước ta chiếm đến là 96,8%, và các bệnh không lây nhiễm cũng chính là nguyên nhân gây ra 73% trong tổng số ca tử vong mỗi năm. Và một trong những lý do đó chính là vì tỷ lệ hút thuốc lá rất là cao ở nước ta hiện nay. Và hy vọng rằng là những con số vừa nãy mà chúng tôi truyền tải đến quý vị cũng sẽ là một hồi chuông cảnh báo một lần nữa đến với những người mà đang hút thuốc, thì hãy từ bỏ cái cuộc sống khói thuốc như thế này để đem lại một cuộc sống lành mạnh hơn cho cả chính mình và người thân của mình.